Theo là mình sẽ sang phần điều khiển tương tranh bằng đặt khóa. Thì trước khi mà đi vào chi tiết về phần này thì mình sẽ nhìn mô hình một cách tổng quát trước. Thì mình sẽ đưa ra cái việc mà tại sao mình cần phải điều khiển tương tranh bằng đặt khóa. Thì mình sẽ xét một cái ví dụ sau đây. Thứ nhất là mình sẽ xét hai cái giao dịch T1 và T2 cần truy xuất mục dữ liệu A. Đấy. Thì mình sẽ có một cái chương trình như sau. Chương trình B. Thế là mình đọc A này, tăng A thêm 1 và ghi A. Cái này rất là quen thuộc. Đúng không? Và sau đấy thì mình sẽ đưa cái chương trình này theo một cái mô tả lịch điểm sau đây. Thứ nhất là mình có giao dịch T1, mình có giao dịch T2. Đúng không? Và mình có A trong vùng giao dịch T1, A trong vùng giao dịch T2. Thì mình sẽ xác định xem là cái kết quả cuối cùng A của mình sẽ bằng bao nhiêu. Đầu tiên là mình đọc A. Đấy, đọc A thì tất nhiên là trong T1 sẽ A sẽ bằng 5. Nhưng mà T2 thì bước đầu tiên chưa chưa đọc ở T2 cho nên nó bằng null. Rồi ok, chuẩn. Thứ hai này, đọc A tại T2 tại bước thứ hai thì chắc chắn là bằng 5 rồi. A cộng 1 lúc này sẽ bằng 6. Đúng không? A cộng 1 ở T2 lúc này sẽ bằng 6. Ghi A là bằng 6. Và ghi A tại bước thứ 6 bằng 6. Thì mình sẽ phải nhận ra một điều rằng là nếu như mà mình cộng A lên một đơn vị mà cộng 2 lần thì nghĩa ra là cái kết quả A của mình phải tăng thêm 2 mới đúng, tức là 5 cộng 2 là phải bằng 7 nó mới đúng. Vậy mà cái kết quả cuối cùng của mình nó lại đang bằng 6. Vậy chứng tỏ là cái việc giao dịch này đang gặp vấn đề, đang bị sai. Đúng không? Đây, kết quả bị sai. Rồi. Vậy thì cái lịch điểm tự phát sinh ở bên trên ấy, tức là nó đang bị lẫn lộn như thế này, là do các hoạt động tương tranh của hai giao dịch T1 và T2 trên cùng một mục dữ liệu không được kiểm soát. Tương tranh không được kiểm soát. Và chắc chắn là cái lịch này là một lịch bất khả tuần tự rồi. Thứ nhất là nó vừa xen kẽ các thao tác, thứ hai là nó vừa ra kết quả sai, cho nên là nó làm cái lịch bất khả tuần tự. Rồi. Thì chính cái điều này nó mới sinh ra một cái phương pháp đó là điều khiển tương tranh bằng khóa. Rồi, đầu tiên là sẽ đi vào định nghĩa. Nhất là điều khiển tương tranh bằng khóa là việc mà tuần tự hóa các cái hoạt động tương tranh bằng việc đặt khóa. Đặt khóa thì mình chỉ đơn giản là khóa trên A mình đặt đó là lock A. Đấy, hủy bỏ việc đặt khóa trên A thì mình đặt là unlock A. Thì khi đó thì cái mục dữ liệu A sẽ được giải phóng và các giao dịch khác lại có thể đặt khóa trên A. Đấy, sau khi mà mình unlock A. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Ví dụ đó là mình cũng có một cái hai cái giao dịch T1 và T2 giống như như ban đầu của mình. Nhưng mà mình sẽ thay đổi cái chương trình đi, mình gọi nó là một chương trình B sao. Nó khác với B ở chỗ đó là mình đặt A ở đâu. Và sau khi mà hoàn thành các thao tác thì mình unlock A. Thì có thể thấy ở đây nó là một cái tuần tự đúng không? Đầu tiên là mình đặt khóa A này, sau khi thực hiện hết các cái thao tác thì kết quả của A nó sẽ cho là bằng 6 tại thời điểm mình unlock A. Sau khi unlock A xong thì A đã được giải phóng và giao dịch T2 lại tiếp tục làm việc bình thường là cũng đặt khóa A. Đấy, và sau đó thì sau khi kết thúc giao dịch thì lúc này cái kết quả của A nó đã lên 7 rồi và mình lại mở khóa A. Vậy thì kết quả cuối cùng của mình nó đã là cho một kết quả đúng, nó là 7. Rồi, như vậy thì nhờ việc đặt cái khóa tổng quát thì các giao dịch đã tự động phát sinh một cái lịch biểu tuần tự. Bởi vì mình khóa cho nên là nó không thể nào mà xen kẽ được. Cho nên là nó tự phát sinh một cái lịch biểu tuần tự. Nhờ đó thì chắc chắn là cái việc mà phát sinh lịch biểu tuần tự ấy, nó sẽ cho kết quả là luôn đúng. Cho nên là kết quả cuối cùng của mình sẽ bằng 7 là chính xác. Rồi, phần này thì mọi người có thể đọc thêm. Mình sẽ giới thiệu qua. Đó là mô hình khóa có phân biệt đọc ghi. Phân biệt đọc ghi. Thì đối với cái mô hình khóa mà có phân biệt đọc ghi thì nó sẽ khác với lock ở một chỗ. Đó là nó sẽ thêm cái ký tự ở đằng trước. Ví dụ như là có 3 loại khóa nhé. Đúng không? R lock tức là khóa chỉ có đọc. W lock là khóa có thể đọc hoặc là ghi. Đấy, và unlock thì tất nhiên là mở khóa rồi.
là nó sẽ thêm một cái nữa, thay vì lock thì nó sẽ thêm là read lock hoặc là write lock. Đầu tiên là read lock. Read lock là thể hiện cái ý đó là mình chỉ muốn đọc thôi, đọc cái dữ liệu A. Cho nên mình sẽ có đặt nó là raw lock. Khi đó thì giao dịch T sẽ được đọc dữ liệu trên A và các giao dịch khác thì không được ghi vào, bởi vì là nó chỉ đọc thôi, không được ghi. Đấy. Còn đối với khóa ghi này thì lại khác với cái khóa đọc. Đấy, thì nó có ý nghĩa là khóa tổng quát, tức là có thể đọc hoặc ghi. Đấy, tức là mọi giao dịch khác không thể đọc bất kỳ khóa nào trên A là RLock hoặc WLock. Không được phép đọc hoặc là ghi cả hai, đúng không? Chỉ khi mà A được unlock, tức là khi mà mình đã giải phóng A rồi thì các giao dịch mới được phép truy cập vào. Và cuối cùng là unlock thì chắc chắn là mọi người biết rồi. Unlock đó là mình sẽ giải phóng dữ liệu thôi. Và cái phương pháp thứ hai mà họ đề cập tới đó là cái điều khiển tương tranh bằng thời dấu. Bên trên mình đang nói đến là điều khiển tương tranh bằng khóa, thì bên dưới mình sử dụng điều khiển tương tranh bằng thời dấu. Đấy. Trước hết là mình đi về khái niệm trước. Thì khi một giao dịch được khởi động thì nó sẽ gán một số hiệu duy nhất cho hệ thống, gọi là thời dấu, là mình gọi là timestamps. Thì thời dấu ấy, nó sẽ quyết định cái việc mà cho phép giao dịch thực hiện trên các thao tác truy cập dữ liệu hay là hủy bỏ các cái giao dịch đó. Đúng. Thời dấu nó sẽ cho phép cái việc là mình sẽ đọc, viết hoặc là hủy bỏ. Đấy, và vì chính vì vậy nên là nó sẽ điều khiển được các cái hoạt động tương tranh trong các giao dịch. Rồi, thì mình sẽ gọi cái thời dấu là T. Ví dụ như là thời dấu tại trạm thứ Y thì mình gọi là TI thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là một ký hiệu. Rồi, tiếp theo, mình sang thời dấu các mục dữ liệu. Thời dấu các mục dữ liệu thì mình sẽ chú ý đến hai phần. Thứ nhất là thời dấu đọc và thời dấu ghi. Đấy. Thời dấu đọc thì là RT, thời dấu ghi thì là WT. Chỉ đơn giản là ký hiệu thôi. Rồi mình sẽ đi vào phần chính, đó là điều khiển tương tranh bằng thời dấu. Nhất là đi vào cái mục tổng quát trước. Giả sử như là giao dịch T có thời dấu là T1, truy cập vào mục dữ liệu A có thời dấu là T2. Khi đó thì mình sẽ có một cái quy tắc như sau. Thứ nhất là nếu mà T lớn bằng T2 thì giao dịch T sẽ được thực hiện đọc hoặc ghi trên A. Và ngược lại thì bị hủy bỏ và có thể được khôi phục với thời dấu lớn hơn, nếu là phần lớn hơn đấy. Lớn hơn. Mình sẽ xếp ví dụ như sau. Ví dụ là mình sẽ có hai giao dịch T1 và T2. Truy cập vào mục dữ liệu A để thực hiện các thao tác lịch biểu. Rồi, thì mình sẽ có T1, T2 đây. Thời dấu ban đầu mình đặt nó như này, mục dữ liệu A đây. Thì bước đầu tiên là đọc A. Đọc A tại giao dịch thứ nhất. Thì mục dữ liệu A lúc này nó chắc chắn là 160. Vì là mình có thể xác định được là 160 nó phải lớn hơn 150 rồi. Mình phải lấy cái thời dấu mới lớn hơn mà, cho nên là mình phải lấy 160. Tiếp tục đọc A lại giao dịch thứ hai. Giao dịch thứ hai thì T đang bằng 150. 150 nó lại nhỏ hơn cho nên là nó bị hủy. Đấy, nó nhỏ hơn cho nên nó bị hủy. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là A cộng 1 thì giữ nguyên này, không thay đổi đúng không? Write A cũng thế, không thay đổi. Rồi. Vậy thì tại cái ví dụ bên trên này thì mình thấy là T2 của mình bị hủy, bởi vì nó đang nhỏ hơn rồi, nhỏ hơn này, nhỏ hơn cái thời dấu mục dữ liệu A. Mục dữ liệu A của mình 160 mà 150 nhỏ hơn 160, cho nên là T2 phải khởi động lại với thời dấu mới lớn hơn 160. Mô hình thời dấu thì phân biệt đọc ghi sẽ cho một điều khiển mịn và hiệu quả hơn. Tương tự đối với mô hình điều khiển bằng khóa có phân biệt đọc ghi thì cái thời dấu này cũng vậy, cũng sẽ có phân biệt đọc ghi. Mình cũng tương tự có được là RT và WT. Và mình sẽ có những cái nguyên tắc để mình thực hiện cái giao dịch của mình. Rồi ok, đi vào phát biểu như sau. Nhất là giả sử giao dịch T có thời dấu
T một thực hiện thao tác X. Thao tác X mình để chung nhé, mình có thể để là read hoặc là write đấy. Và thời dấu là RT, mình đặt là TR. WT thì mình đặt là TW. Thì khi đó mình sẽ có bốn cái nguyên tắc. Thứ nhất, nếu mà mình thực hiện cái thao tác là read thì cái T của mình ấy, nó phải lớn hơn cái W và cái write, tức là lớn hơn cái RT và lớn hoặc là nhỏ hơn, à, lớn hơn W và nhỏ hơn TR. Read thì mình sẽ để nó là nhỏ hơn và lớn hơn. Ok, tiếp theo là đến write. Write thì mình sẽ phải yêu cầu đồng thời, tức là nó lớn hơn cả RT và lớn hơn cả WT. Nguyên tắc thứ ba, nếu mà là read nhưng mà nó lại nhỏ hơn W, đúng không? Tức là nó ngược lại với giao dịch một. Giao dịch một của mình đang là lớn hơn WT và giao dịch ba của mình lại nhỏ hơn, thì nó sẽ có trường hợp là xảy ra hoặc là x bằng y đấy và nó nhỏ hơn TR, tức là nó trái ngược với cả nguyên tắc một và nguyên tắc hai, thì nó sẽ không được thực hiện, tức là nó bị hủy bỏ. Đến cái nguyên tắc cuối cùng, đó là nếu như nó nằm ở giữa thì sao? Nó nằm ở giữa và nếu x bằng y thì nó vẫn được tiến triển bình thường, nhưng mà nó không thực hiện gì cả, tức là nó không hủy bỏ, cũng là nó không được hủy bỏ, không được tăng, không thay đổi gì hết. Đấy, t không thay đổi mục dữ liệu. Rồi mình sẽ đi vào ví dụ như sau. Ví dụ mình có hai giao dịch T1 và T2 và cái thời dấu ban đầu của mình là bằng 0. Thời dấu lần lượt của T1 và T2 sẽ là 160 và 150. Đầu tiên mình có bước đầu tiên mình đọc A. Đọc nó là nguyên tắc số 1. Đúng không? Hoặc là nguyên tắc số 3. Đấy thì mọi người thấy là đọc A. À, ban đầu là RT và WT của mình bằng 0, chắc chắn là T nó sẽ lớn hơn bằng TW rồi. Nó lớn hơn bằng TW, vậy thì nó T được thực hiện. RT của mình sẽ bằng 160. Tiếp theo, đọc A. Vẫn là phương pháp đọc. Đọc và nó RT nó đang bằng 160. Đúng không? Và cái yêu cầu là của mình là T nó nhỏ hơn bằng RT, thỏa mãn rồi. 150 nhỏ hơn 160 cho nên RT bằng 160. Đến bước 3 không thay đổi. Ok. Bước 3 là mình có WT sẽ bằng 160. Và đến bước 4 là RA. Đấy. Thì mình cũng có được là nó lớn hơn bằng TR, lớn hơn bằng TW là đúng rồi, bởi vì 160 đây. Nó lớn hơn bằng RT là 160, nó vẫn lớn bằng WT 160, cho nên nó thỏa mãn. Vậy thì trong cái lịch biểu này của mình là không có giao dịch nào bị hủy bỏ. Như vậy thì điều khiển tương tranh bằng thời dấu có phân biệt độc ghi là hiệu quả hơn mô hình thời dấu tổng quát. Đấy, tức là nó đang thể hiện được cái sự hiệu quả hơn và không có giao dịch nào bị hủy bỏ. Đây là cái ví dụ thứ nhất. Còn đối với mình sẽ tạo một cái ví dụ tiếp theo. Cái ví dụ này mình sẽ có một cái sự tổng quát hơn. Tức là mình sẽ có được tất cả các trường hợp của bốn nguyên tắc này và nó cũng sẽ xuất hiện được các cái giao dịch, cái thao tác bị hủy bỏ. Ở đây mình cho nhiều giao tác hơn, mình có T1, T2, T3 là ba giao dịch. Đấy, với lần lượt là các cái thời dấu như sau đây, T1, T2, T3 và mình vẫn để cho cái khởi tạo cái thời dấu ban đầu là bằng 0. Rồi đầu tiên mình đọc B. Mình đọc B đọc thì nó phải là đọc nó sẽ phải lớn hơn bằng write, nhỏ hơn bằng read đúng không? Rồi thỏa mãn. T bằng 200, chắc chắn là lớn hơn bằng write rồi, cho nên RT bằng 200. Đúng. Tương tự với read A cũng đúng và read C cũng đúng. Đây, bởi vì tất cả ban đầu khởi tạo bằng không cho nên là nó luôn đúng. Tiếp theo là đến write B. Đến write thì mình sẽ là nguyên tắc thứ hai. Đấy, hoặc là nguyên tắc thứ ba hoặc nguyên tắc thứ bốn, nó sẽ lớn hơn bằng TR và lớn hơn bằng TW. Y B T bằng 200 này, thỏa mãn không? Nó lớn hơn bằng RT bằng 200. Đấy, nó cũng lớn hơn bằng RT bằng WT bằng 0, cho nên là Y T bằng 200 là thỏa mãn.
tục RA. RA ta có T bằng 200, lớn hơn bằng RT bằng 150 và lớn hơn bằng WT bằng 0, nên RT bằng 200. Rồi, đến bước thứ 5 là mọi thứ vẫn đang diễn ra ổn, không vấn đề gì. Đến RC, RC lúc này mình có T bằng 150. RC đóng với C. Mình đã thấy là nó bằng 150 thì nó lại nhỏ hơn 175 mất rồi. 175 nó đang lớn hơn 150. Đấy. Mà yêu cầu của mình là nó phải lớn hơn cả hai cơ, nó lớn hơn bằng TR và TW. Mà cái này nó lại nhỏ hơn TR rồi. Cho nên là nó sẽ là T2 không ghi được trên C, tức là nó bị hủy bỏ. Hủy bỏ thôi. Đấy, bởi vì là T2 đang nhỏ hơn RT. Vi phạm cái quy tắc thời dấu, tức là vi phạm cái quy tắc thứ hai. Đúng không? Vi phạm quy tắc thứ hai, đúng không? À, vi phạm quy tắc thứ ba chứ, bị hủy bỏ mà. Rồi, vậy là mình đã có một cái trường hợp bị hủy. Và trường hợp cuối cùng đó chính là ở RA. RA tại giao tác thứ ba. Thì tại giao tác thứ ba mình đang có T bằng 175. Mình đã có được là RT bằng 150 này. Mình cũng có được là RT bằng 200. Vậy thì mình thấy được là cái T3 này nó đang ở mức giữa. Tức là nó vừa lớn hơn RT lại vừa nhỏ hơn WT. Đây. Nó chính là cái nguyên tắc số 4. Vậy tại nguyên tắc số 4 nó nói là gì? Nó nói là vẫn được tiến triển bình thường nhưng mà không được thực hiện gì hết. Tức là không thèm thay đổi mẫu dữ liệu. Cho nên là T3 không bị hủy bỏ nhưng mà cũng không được ghi gì lên A. Đúng không? Chỗ này nó đang ghi nhầm, nó phải ghi là không thay đổi gì cả. Và cuối cùng thì mình có thể đưa ra một kết luận. Đó là điều khiển tương tranh bằng thời dấu thì cho phép một cái giao dịch được tiến triển tự do. Đấy, tự do mà thấy không? Nó không tuần tự, tức là nó có thể viết B rồi đến viết A, viết C, gọi là tự do. Miễn là nó không vi phạm thứ tự các giao dịch về thời dấu như từ thao tác thứ 5 đổ lên, từ 1 đến 5, bước 1 đến 5 thì nó đang không vi phạm, nó thực hiện bình thường. Rồi, còn lại thì sao? Tại ở bước 6, bước 7 nó mới vi phạm. Và những xung đột dẫn đến các thực thi bất khả tuần tự, đấy, nó chính là cái 6, bước 6, bước 7 nó chính là bất khả tuần tự. Đấy, và được phát hiện và sẽ điều khiển đơn giản một cách hủy bỏ thôi, hủy bỏ các vi phạm và khởi động lại với thời dấu lớn hơn. Rồi, vẫn là cái phương pháp cũ ban đầu của mình. Và cái này thì sẽ có một cái nhược điểm, đó là nếu như mà số giao dịch hủy bỏ và tái khởi động lại lớn khi mà có mức tương tranh cao như vậy, ví dụ là các cái bước 6 và 7 nó rất là nhiều như vậy, thì chắc chắn một điều sẽ là làm tăng cái phí quản lý cái giao dịch thâm tám, bởi vì là mình phải thực hiện nhiều lần với việc là mình hủy bỏ rồi khởi động lại với thời gian lớn hơn, thì chắc chắn là nó sẽ đấy là một cái nhược điểm của cái điều khiển thời dấu này.